Thanh Hương quyết theo đuổi nghề diễn đến cùng dù khổ sở. Nước hoa của Hương là mùi rác, nó 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 chối, nó không thể tả được ấy. Ăn cơm cũng ở cạnh một cái bãi rác luôn. Có một cái bài hát có một cái câu là nếu em được lựa chọn ấy thì Hương vẫn sẽ lựa chọn mình là một cô diễn viên. Toàn đóng những vai cá tính, gai góc nhưng nhiều khi tuổi thân khóc một mình. Mình cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như biết bao nhiêu người phụ nữ khác thôi. Em cũng chỉ là con gái thôi. Và đôi khi mình cảm thấy mình cô đơn, mình yếu đuối trong cái công việc của mình. <laughs> thật ra thì đấy hương nói là mỗi một vai nó có một cái khổ khác nhau khi mà hương đóng quỳnh búp bê hương đóng cái giai đoạn sau mà lúc mà bị hóa điên nó cũng khổ vô cùng hương cũng kể chuyện với khán giả nhiều rồi là hương quay cảnh đấy là ngồi cạnh hương là những người họ bị tâm thần đấy cái những cái phân đoạn đầu tiên hương sợ thật trời ơi trời ơi tôi sợ quá hương diễn mà mắt hương cứ phải lếch lếch nhìn sang xem là họ có trồ vào người mình không thật sự là như vậy nhưng mà cái đến cái lúc như mà hương nói lúc nãy là nó nhập vào rồi mình quên mất tất cả mọi thứ xung quanh và mình chỉ chỉ mong làm sao mà 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 làm tốt cái đoạn đó thôi thế thì bạn diễn của mình nữa là đấy là phương anh hai chị em diễn ở đây mà những người mà những người chị em <laughs> họ ngồi ngay cạnh mà như họ đang xem mình diễn ấy nó cứ nhìn 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 này và lúc đấy thật sự sao thấy họ nhẹ nhàng hiền lành vô cùng luôn đương nhiên là hương nói câu chuyện là vậy thôi chứ còn vẫn phải có những người xung quanh để họ bảo vệ cái sự an toàn cho diễn viên và họ như là một những người diễn viên quần chúng ngồi cạnh mình ấy mỗi cái nó có cái khó riêng nhưng mà với uh, luyến lương của cuộc đời vẫn đẹp sao thì nó có một cái là như này nó bẩn quá quý vị ạ mà hương thì ở ngoài hương sợ bẩn lắm hương thì cả ngày phải nước hoa kiểu vậy hương rất là thích nước hoa mà bây giờ quý vị hình dung là ở trong một cái bối cảnh mà nước hoa của hương là mùi rác nó 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 không thể tả được ấy ăn cơm cũng ở cạnh một cái bãi rác luôn rất là sợ hãi thế cho nên là cái nỗi sợ của mình mình vượt qua được cái đấy cái vất vả nó không là cái gì bởi vì cái mùi nó hôi khủng khiếp luôn mình không thể nào mà chịu được luôn nhưng mà rồi cuối cùng thì sau bao nhiêu tháng trời ơi, tất cả những cái đấy nó quen ngồi ăn cơm với những người lao động xung quanh rồi họ đi buổi sáng sớm họ đi thì hương đến hương làm phim xong đến tối mịt họ về họ ở trọ đấy mà thì hương lại đi về xong có hôm thì họ có cái cân quýt cân cao mình chắc là họ đi bán hàng rồi còn thừa đó xong họ bảo ơ có ăn không rồi xong chia sẻ cho mình rất là tình cảm đây là câu chuyện rất là thật và quý vị biết không sau khi hương quay xong cái phim đó hương vẫn quay trở lại cái bối cảnh đó thì thẳng hương cứ đi mua đi chợ mà thay vì là đi chợ ở gần nhà hương ấy tạt té ra tận đó thì mình nhớ cái không gian đấy mình nhớ cái bối cảnh đó quay lại đấy mọi người vẫn nhớ ra hương xong mọi người vẫn bảo ơ mua cái gì đấy rồi xong rồi là họ bán cho mình cá hay bán cho mình hoa quả họ đều bán rất là rẻ và thậm chí có những người là vừa bán vừa cho rất là yêu quý hương và như hương là một cái hình tượng gì đấy trong cái khu chợ đó nó như là một như một cô công chúa trong khu chợ đấy đi đâu cũng được mọi người rất là uh, yêu quý trân trọng và cái tên lưới lươn hương tin rằng là trong cái khu chợ gầm cầu đấy sẽ không bao giờ mọi người quên hương đâu Thế nên đấy cũng là một cái mà hành trình trong cái cuộc đời của hương qua những cái vai diễn của hương đây là cái điều mà không phải ai cũng có được Thế cho nên là lại có thể trả lời với bạn cái câu hỏi với VTV Thì liệu rằng cái giải thưởng đấy để mà đứng ở đây so sánh nó có là cái gì không? Nó không là gì hết Cái giải thưởng đó với cái sự yêu thương của quý vị khán giả Thì Hương cho rằng là nó vô cùng lắm, nó không thể so sánh được Giải thưởng là cái sự trân trọng của mỗi người diễn viên với cái công hiến của họ Nhưng tình cảm yêu quý quý vị khán giả thì là cái điều thiêng liêng vô cùng Là cái niềm tự hào, là một cái niềm vinh dự mà bất cứ một người nghệ sĩ nào họ đều mong muốn có được điều đấy đấy là cái kim chỉ nam cho hương làm cái động lực cho hương làm một cái tình yêu để mà hương mỗi một khi hương vất vả hương cảm thấy nó nó yếu lòng ấy mình nghĩ đến điều đó mình mình quên đi tất cả mọi thứ hương tin rằng trong cuộc sống của chúng ta hay sẽ có những lúc chúng ta cục ngã làm cái việc gì nó cũng vậy đôi khi và đặc biệt là những người phụ nữ như hương mình cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như biết bao nhiêu người phụ nữ khác thôi em cũng chỉ là con gái. Và đôi khi mình cảm thấy mình cô đơn mình yếu đuối trong cái công việc của mình mình đêm hôm hai ba giờ đêm mình đi về mình không có ai bên cạnh mình đi qua một cái trời mưa như vậy mưa gió bão bùng như vậy và đứng quay cái cảnh không gian toàn bộ tất cả mọi người đoàn phim thì mọi người hay gọi vui vui là đoàn làm phiền nhưng phải đoàn làm phim nữa đi đến đâu dân người ta cũng sợ bởi vì mầm mầm cả ngày lên mà đêm 2-3 giờ đêm mà dân đi ngủ rồi Thì bàn phim vẫn đang làm Có hôm qua những cảnh trời mưa ấy, các bạn biết không Trời rách căm căm ra Mặc kẹo áo nó mỏng mà mưa là mưa giả đó các bạn Thì thì nó nó chiếu vào mà trời ôi, nan này Mọi người không biết đâu Nhưng thực ra lúc đấy là nước mắt nó chan vào với nước mưa Có những cái lúc mình như vậy Mình cảm thấy mình yếu đuối lắm Mình nghĩ là sao mình lại lựa chọn một cái con đường nó khó khăn như thế này Hương vẫn biết rằng là cái cuộc sống này Ai cũng sẽ có những cái khó Và cái công việc nào cũng có cái vất vả làm sao chúng tôi so sánh được với những người dân lao động đúng không ạ họ vất vả bởi là cái sự vất vả từ chính những cái bàn tay lao động của họ họ đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm miếng hàng ngày thì với mình cái nghề nghiệp của mình thì mình so với những người như vậy mình nghĩ cũng là may mắn lắm rồi nó cũng có cái khó nhưng mà cái khó nó sẽ khác nhau nhưng hương muốn nói đây đó là cái nỗi niềm bên trong mình ai cũng sẽ có những lúc như vậy mình sẽ có những cái giây phút mình đi làm xa mình, mình nhớ nhà mình khóc mình sẽ có những cái giây phút đêm hôm mình quay rồi mình cảm thấy mình tủi thân mình khóc đang lẽ giờ này ở nhà với con với với gia đình mà tại sao giờ này đang lang thang ngoài đường có những cái ngày lễ ngày tết được đi chơi với mọi người thì mình lại đi làm mỗi một cái công việc này sẽ có một cái đặc thù như vậy thế thì hương tin rằng là cái hành trình của mình nó như là một cái phép thử một cái cuộc trải nghiệm vậy và sau mỗi một cái điều đó thì nó lại làm cho hương mạnh mẽ hơn bao giờ hết và hương hương tin vào cái niềm tin khi mình lựa chọn cái công việc này nó là cái sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn có một cái bài hát có một cái câu là nếu em được lựa chọn đấy thì hương vẫn sẽ lựa chọn mình là một cô diễn viên để được gửi tới quý vị khán giả những cái vai diễn mà sau những cái giọt nước mắt đấy hương vẫn nhận lại đó là những cái giọt nước mắt hạnh phúc từ quý vị khán giả gửi đến cho hương